Cô xin chào các em, rất vui vì được gặp lại các em. Ở tuần 7 này, chúng ta sẽ đi vào bài học ôn tập của chương 1 để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới vào tuần sau. Trong nội dung ôn tập của tuần này thì chúng ta sẽ đi vào hai mục tiêu cơ bản như sau. Mục tiêu đầu tiên, các em sẽ trình bày tóm tắt những kiến thức đã học về nhà ở. Mục tiêu thứ hai là vận dụng những kiến thức đã học chung quanh chủ đề về nhà ở vào thực tiễn của cuộc sống. Chúng ta sẽ đi đến phần mục tiêu đầu tiên, đó là tóm tắt kiến thức đã học trong chương 1. Đó chính là nhà ở. Trong phần chương 1, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu vai trò của nhà ở đối với con người. Trong vai trò của nhà ở đối với con người thì chúng ta sẽ có hai vai trò chính. Vai trò đầu tiên đó chính là bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên, môi trường. Vai trò thứ hai là đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần cho con người. Ngoài ra, chúng ta sẽ được học về đặc điểm của ngôi nhà. Trong phần đặc điểm của ngôi nhà, chúng ta sẽ đi vào cấu tạo của ngôi nhà. Ngôi nhà sẽ gồm 3 cấu tạo chính, đó là phần móng nhà giúp chống đỡ ngôi nhà. Phần thứ hai đó là phần thân nhà tạo nên kiến trúc của ngôi nhà. Phần thứ ba đó là phần mái nhà giúp che chắn bảo vệ cho ngôi nhà bên dưới. Trong phần đặc điểm của ngôi nhà thì chúng ta còn chia ra các khu vực chính như khu vực sinh hoạt chung, khu vực bếp, khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng và khu vực vệ sinh. Ngoài ra, chúng ta còn đi tìm hiểu các kiểu kiến trúc đặc trưng của nhà ở Việt Nam. Đối với nhà ở nông thôn thì chúng ta sẽ bắt gặp nhà ba gian, nhà mái ngói, nhà mái bằng, v.v. Còn đối với nhà thành thị, chúng ta sẽ bắt gặp nhà biệt thự, nhà liên kế, nhà chung cư. Còn ở một vùng số nước cao khác thì chúng ta sẽ bắt gặp nhà sàn. Còn một số khu vực ven sông thì các em sẽ bắt gặp nhà bè, nhà nổi, v.v. Ngoài ra, trong bài 1 chúng ta còn đi tìm hiểu về vật liệu xây dựng nhà ở. Trong vật liệu xây dựng nhà ở thì chúng ta đã liệt kê một số vật liệu như gỗ, tre, đá, gạch, xi măng, cát, thép. Ngoài ra, chúng ta còn học thêm về quy trình xây dựng nhà ở. Trong quy trình xây dựng nhà ở thì sẽ được tiến hành theo 3 bước chính. Đầu tiên đó sẽ là chuẩn bị. Tiếp theo sẽ là thi công xây dựng ngôi nhà và bước cuối cùng sẽ là hoàn thiện ngôi nhà. Tương tự đó, chúng ta sẽ đi vào bài thứ hai trong chương 1, đó là sử dụng năng lượng trong gia đình. Năng lượng mà các em đã tìm hiểu trong bài số 2 đó chính là năng lượng điện và năng lượng chất đốt. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu về hai nguồn năng lượng đó, thì chúng ta đã học về các biện pháp tiết kiệm năng lượng điện để giúp cho chúng ta tiết kiệm được chi phí trong gia đình, giúp chúng ta bảo vệ được sức khỏe cho gia đình và cho cộng đồng và bảo vệ được tài nguyên thiên nhiên, nước. Bài cuối cùng trong chương 1 mà các em đã học đó chính là bài ngôi nhà thông minh. Đây là một ngôi nhà mà chúng ta được mong muốn hướng tới trong tương lai. Trong ngôi nhà thông minh này thì sẽ có 3 đặc điểm cơ bản mà các em hay bắt gặp nhất. Đặc điểm đầu tiên đó chính là tính tiện ích. Đặc điểm thứ hai đó chính là tính an toàn, an ninh của ngôi nhà. Đặc điểm thứ ba là tiết kiệm năng lượng của ngôi nhà. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào mục tiêu thứ hai, đó là vận dụng những kiến thức đã học trong chương 1 và thực tiễn của cuộc sống. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần trò chơi rung chuông vàng.
Trong trò chơi rung chuông vàng này sẽ có 8 câu hỏi dành cho các em. Đến với câu hỏi đầu tiên trong phần rung chuông vàng có nội dung như sau. Các em hãy nêu một số biện pháp có thể thực hiện để tiết kiệm năng lượng điện và năng lượng chất đốt trong gia đình mình. Các em hãy suy nghĩ và ghi câu trả lời vào trong tập của mình nhé. Sau khi đã có câu trả lời thì các em hãy so sánh với câu trả lời của cô xem mình trả lời đúng hay là sai. Các biện pháp tiết kiệm năng lượng điện và năng lượng chất đốt có thể thực hiện trong gia đình mình thì sẽ có 4 biện pháp cơ bản sau. Biện pháp đầu tiên, chúng ta chỉ sử dụng điện khi cần thiết và nên tắt tất cả các đồ dùng điện khi không cần sử dụng nữa. Biện pháp thứ hai, điều chỉnh hoạt động đồ dùng ở mức độ vừa đủ dùng, không quá cao cũng không quá thấp. Biện pháp thứ ba, chúng ta nên thay thế các đồ dùng điện thông thường hoặc các đồ dùng điện đời cũ bằng các đồ dùng điện có chức năng tiết kiệm điện. Biện pháp thứ tư, chúng ta nên tận dụng năng lượng gió, năng lượng mặt trời để giảm bớt các nguồn sử dụng điện. Sau đây chúng ta sẽ đi vào nội dung của câu hỏi thứ hai. Nội dung của câu hỏi thứ hai như sau. Ngôi nhà thông minh là ngôi nhà như thế nào? Các em hãy suy nghĩ và ghi đáp án vào trong tập của mình. Sau khi các em đã có được đáp án thì hãy cùng so sánh với đáp án của cô xem mình trả lời đúng hay là sai. Ngôi nhà thông minh là ngôi nhà được trang bị hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động để các thiết bị, các đồ dùng trong nhà có thể tự động hoạt động theo ý muốn của chủ nhà hay còn gọi là chủ sở hữu của các đồ dùng đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào câu hỏi thứ 3 của phần rung chuông vàng. Theo như các em, vì sao chúng ta phải sử dụng tiết kiệm năng lượng? Các em hãy suy nghĩ và ghi câu trả lời vào trong tập của mình nhé. Sau khi các em đã có câu trả lời thì các em hãy so sánh với câu trả lời của cô đưa ra xem mình trả lời đúng hay là sai. Đầu tiên chúng ta cần phải sử dụng tiết kiệm năng lượng. Thứ nhất sẽ giúp chúng ta giảm chi phí sinh hoạt trong gia đình. Thứ hai sẽ giúp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Thứ ba là giúp bảo vệ môi trường sống xung quanh của chúng ta không bị ô nhiễm. Thứ tư là bảo vệ sức khỏe cho chính gia đình mình cũng như cho cộng đồng. Đó thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu nội dung của câu hỏi thứ tư. Các em hãy kể tên cho cô những kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam mà các em đã học. Các em cũng suy nghĩ và ghi đáp án vào trong tập của mình. Đầu tiên thì các em sẽ thấy nhà ở nông thôn, các em sẽ bắt gặp những nhà ba gian truyền thống hay ba gian hiện đại hoặc nhà mái ngói, nhà mái bằng, v.v. Còn ở thành thị thì các em sẽ thấy một kiểu kiến trúc nhà như nhà biệt thự, nhà chung cư, nhà liên kế. Nhà liên kế hay còn gọi có tên gọi khác là nhà liền kề. Còn ở một số vùng khác như vùng núi thì các em sẽ bắt gặp nhà sàn. Những khu vực ven sông hay trên sông thì các em sẽ bắt gặp nhà bè hay có tên gọi khác là nhà nổi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu câu hỏi thứ 5 trong phần rung chuông vàng.
Em hãy kể cho cô biết ngôi nhà ở thành thị thường được xây dựng từ những vật liệu gì? Các em hãy suy nghĩ và ghi đáp án vào trong tập của mình. Khi mà các em đi trên phố, các em sẽ đi ngang qua các khu công trình xây dựng nhà ở, thì các em sẽ thấy được một số vật liệu xây dựng như gạch, xi măng, cát, thép, sỏi, vân. Đây là những vật liệu mà các em thường hay bắt gặp nhất khi các em đi ngang qua các khu công trình xây dựng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào nội dung của câu hỏi thứ 6 trong phần rung chuông vàng. Theo như các em, việc đốn than rừng làm củi để đun nấu, thay thế cho điện sẽ gây ra hậu quả như thế nào? Các em hãy suy nghĩ và ghi đáp án vào trong tập của mình. Sau đây sẽ là ba hậu quả cơ bản mà các em có thể thấy trong việc chúng ta chặt phá cây rừng để làm củi đốt. Hậu quả thứ nhất đó là sẽ gây ô nhiễm môi trường xung quanh của chúng ta. Hậu quả thứ hai sẽ làm suy giảm tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Hậu quả thứ ba sẽ làm biến đổi khí hậu. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào phần nội dung câu hỏi thứ 7. Ngôi nhà thông minh có đặc điểm gì? Các em hãy suy nghĩ và trả lời vào trong tập của mình. Ngôi nhà thông minh là ngôi nhà có 3 đặc điểm sau đây. Đặc điểm đầu tiên là tính tiện ích. Đặc điểm thứ hai là tính an toàn, an ninh của ngôi nhà. Đặc điểm thứ ba là tiết kiệm năng lượng cho ngôi nhà. Chúng ta sẽ đi vào câu hỏi cuối cùng là câu hỏi thứ 8 trong phần rung chuông vàng. Theo như các em, nhà ở có vai trò như thế nào đối với đời sống con người? Các em hãy suy nghĩ và ghi đáp án vào trong tập. Đầu tiên, khi nhắc đến vai trò của nhà ở thì chúng ta không thể nào không nhắc đến nhà ở sẽ là nơi cư trú của con người, bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên, môi trường bên ngoài. Vai trò thứ hai, nhà ở sẽ đáp ứng cho chúng ta về nhu cầu về mặt vật chất và về mặt tinh thần cho con người. Đi qua xong phần rung chuông vàng thì sau đây sẽ là một trò chơi nho nhỏ dành cho các em. Trò chơi có tên gọi Ai là triệu phú. Trong trò chơi này thì các em có thời gian suy nghĩ cho mỗi câu trắc nghiệm sẽ là 3 giây. Sau đó các em hãy cùng nhau so sánh với đáp án của cô đưa ra xem mình trả lời đúng được bao nhiêu câu. Đến với câu hỏi đầu tiên trong là triệu phú. Chúng ta sẽ đi vào câu hỏi đầu tiên. Theo như các em, phần nào của ngôi nhà nằm sâu dưới lòng đất? Đáp án A là móng nhà. Đáp án B, sàn nhà. Đáp án C, cột nhà. Đáp án D, dầm nhà. Các em có thời gian là 3 giây suy nghĩ cho câu trả lời này. Như các em có thể thấy thì phần móng nhà sẽ là phần nằm sâu dưới lòng đất, giúp chúng ta chống đỡ ngôi nhà ở phần trên. Tiếp theo, chúng ta đi vào câu hỏi thứ hai của phần Ai là triệu phú. Trong câu hỏi thứ hai thì các em hãy kể tên các kiểu kiến trúc nhà nào sau đây
không thuộc kiểu kiến trúc nhà đặc trưng của Việt Nam. Đáp án A là nhà liên kế. Đáp án B là nhà ba gian. Đáp án C là nhà trên xe. Đáp án D là nhà nổi. Các em có thời gian 3 giây để suy nghĩ cho câu trả lời này. Kiểu kiến trúc nhà trên xe không phải là kiểu kiến trúc nhà đặc trưng của Việt Nam. Do đó, đáp án đúng trong câu hỏi này đó chính là đáp án C. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào câu hỏi thứ 3 trong phần Ai là triệu phú. Câu hỏi thứ 3 có nội dung như sau. Vật liệu nào sau đây không dùng để xây dựng những ngôi nhà lớn, kiên cố hoặc các chung cư? Đáp án A, xi măng, cát. Đáp án B, thép. Đáp án C, các loại lá như lá cọ, lá dừa, lá cọ trắng, v.v. Đáp án D, gạch đá. Các em có thời gian 3 giây để suy nghĩ cho câu trả lời này. Các vật liệu như lá cọ, lá dừa không dùng để xây dựng các ngôi nhà lớn, kiên cố hoặc các nhà chung cư. Do đó đáp án đúng trong câu hỏi này đó chính là đáp án C. Đến với câu hỏi tiếp theo của phần Ai là triệu phú. Thì theo như các em thì nguyên tắc hoạt động của các hệ thống, các thiết bị, đồ dùng trong ngôi nhà thông minh là gì? Đáp án A, nhận lệnh, xử lý, chấp hành. Đáp án B, chấp hành, hoạt động, xử lý. Đáp án C, xử lý, chấp hành, nhận lệnh. Đáp án D, hoạt động, xử lý, chấp hành. Em có thời gian 3 giây cho câu trả lời này. Để các thiết bị, các đồ dùng trong ngôi nhà thông minh được hoạt động, thì đầu tiên, các em sẽ đưa ra khẩu lệnh, hay nói cách khác là các thiết bị đồ dùng đó sẽ nhận lệnh từ chủ nhà hay chủ sở hữu của đồ phòng đó. Sau khi hệ thống thiết bị nhận được khẩu lệnh, nhận được lệnh của chủ nhà đưa ra, thì hệ thống sẽ tiến hành giai đoạn xử lý khẩu lệnh đó. Sau khi hệ thống xử lý được khẩu lệnh đưa ra thì sẽ tiến hành giai đoạn cuối cùng là chấp hành làm theo ý muốn của chủ nhà. Tương tự đó, chúng ta sẽ đi vào câu hỏi tiếp theo của phần Ai là triệu phú. Theo như các em, nguồn năng lượng nào cần được sử dụng tiết kiệm trong gia đình mình? Đáp án A, ánh sáng mặt trời. Đáp án B, điện. Đáp án C, chất đốt. Đáp án D, gió tự nhiên. Các em có thời gian 3 giây để suy nghĩ cho câu trả lời này. Như các em có thể thấy, nguồn năng lượng điện là nguồn năng lượng cần được sử dụng tiết kiệm trong gia đình mình. Nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được chi phí sinh hoạt. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Theo như các em thì máy thu hình tự động ở các kênh truyền hình yêu thích là hệ thống nào trong ngôi nhà thông minh? Đáp án A là nhóm hệ thống chiếu sáng thông minh. Đáp án B, nhóm hệ thống điều khiển đồ gia dụng. Đáp án C, nhóm hệ thống camera giám sát an ninh. Đáp án D, nhóm hệ thống giải trí thông minh. Các em có thời gian là 3 giây cho câu trả lời này. Máy thu hình tự động mở các kênh truyền hình yêu thích của mình. Đây là nhóm hệ thống giải trí thông minh.
đến với câu hỏi tiếp theo. Vậy theo như các em, vật liệu nào sau đây không dùng để làm tường nhà? A. Ngói. B. Tre. C. Gỗ. D. Gạch ống. Các em có thời gian là 3 giây để suy nghĩ cho câu trả lời này. Vật liệu ngói sẽ không dùng để làm tường nhà, mà vật liệu này sẽ thông thường các em sẽ thấy sử dụng trong việc lợp mái nhà. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào câu hỏi. Khi sử dụng tủ lạnh thì cách làm nào sau đây giúp tiết kiệm điện? Đáp án A. Không đóng chặt cửa tủ lạnh. Đáp án B. Hạn chế số lần và thời gian mở cửa tủ lạnh. Đáp án C. Dùng tủ lạnh dung tích lớn cho gia đình ít người. Đáp án D. Cất đồ ăn còn nóng vào trong tủ lạnh. Các em có thời gian là 3 giây cho câu trả lời này. Để tiết kiệm điện khi sử dụng tủ lạnh thì chúng ta nên hạn chế số lần và thời gian mở cửa tủ lạnh. Đến với câu hỏi tiếp theo, thì hệ thống hay thiết bị nào giúp ngôi nhà thông minh trở nên tiện ích cho người sử dụng? Đáp án A. Các đồ dùng thiết bị đều được sử dụng năng lượng điện. Đáp án B. Hệ thống camera ghi hình trong và ngoài ngôi nhà. Đáp án C. Hệ thống điều khiển thiết bị và đồ dùng trong nhà. Đáp án D. Tất cả đều đúng. Các em có thời gian là 3 giây cho câu trả lời này. Đáp án D sẽ là đáp án đúng dành cho câu hỏi này. Hệ thống hay thiết bị giúp cho ngôi nhà trở nên tiện ích cho người sử dụng đó chính là các đồ dùng thiết bị đều được sử dụng từ năng lượng điện. Yếu tố thứ hai là hệ thống camera ghi hình được trong và ngoài ngôi nhà. Yếu tố cuối cùng là hệ thống điều khiển các thiết bị trong nhà. Đến với câu hỏi cuối cùng trong phần A là triệu phú, thì theo em hậu quả của việc sử dụng quá nhiều chất đốt như củi, than, ga là gì? Đáp án A. Gia tăng lượng rác thải. Đáp án B. Ô nhiễm môi trường sống. Đáp án C. Hư hỏng đồ dùng thiết bị sử dụng chất đốt. Đáp án D. Tất cả đều đúng. Các em có thời gian 3 giây để suy nghĩ cho câu trả lời này. Việc mà chúng ta sử dụng quá nhiều chất đốt như củi, than, ga sẽ gây ra ô nhiễm môi trường sống. Do đó câu hỏi này đáp án chính xác sẽ là đáp án B. Sau khi đã đi qua trò chơi ai là triệu phú, thì cô có một trò chơi tiếp theo dành cho các em. Đó chính là trò chơi ô chữ. Trong phần trò chơi ô chữ này, chúng ta sẽ gồm 7 câu hỏi. Các em hãy cùng cô đi vào tìm hiểu 7 câu hỏi đó có nội dung là gì, và chúng ta cùng giải đáp các từ khóa theo ô hàng ngang. Đầu tiên đến với câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhất có nội dung như sau. Đây là một trong những đặc điểm của ngôi nhà thông minh. Gợi ý cho câu hỏi này đó chính là ô chữ sẽ gồm 6 chữ cái, và trong 6 chữ cái đó đều không có dấu sắc, dấu quyền, dấu ngã, dấu hỏi, dấu nặng. Vậy theo em đặc điểm nào sẽ phù hợp với đáp án của câu hỏi thứ nhất? Các em có thời gian là 3 giây cho câu hỏi này.
Đáp án mà chúng ta có thể thấy được đó chính là an ninh. Vậy khóa đầu tiên trong câu hỏi thứ nhất đó chính là an ninh. Các em lưu ý từ khóa được tô bằng đỏ là từ khóa quan trọng các em cần đúc kết trong bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đi vào câu hỏi thứ hai. Đây là một trong những kiến trúc đặc trưng của ngôi nhà thành thị. Gợi ý cho câu hỏi này sẽ là gồm 10 chữ cái. Theo như các em, đâu là kiểu kiến trúc đặc trưng trong ngôi nhà thành thị mà có được 10 chữ cái? Các em hãy suy nghĩ và ghi đáp án vào trong tập. Kiểu kiến trúc đặc trưng mà các em hay thấy nhất ở thành thị đó chính là nhà chung cư. Do đó, từ khóa của câu hỏi thứ hai sẽ là nhà chung cư. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào câu hỏi thứ ba. Đây là một ngôi nhà mà con người mong muốn được phát triển trong tương lai nhất. Câu hỏi này gồm 9 chữ cái. Vậy theo em, đó là ngôi nhà như thế nào? Các em hãy suy nghĩ và ghi đáp án vào trong tập. Từ khóa trong câu hỏi thứ ba chính là thông minh. Ngôi nhà thông minh là ngôi nhà mà con người mong muốn được phát triển trong tương lai nhất. Chúng ta đã có được từ khóa của câu hỏi thứ ba là thông minh. Các em hãy lưu ý từ ô trong cột hàng dọc để các em có thể giải mã được cụm từ khóa. Chúng ta sẽ đi vào câu hỏi thứ tư. Đây là một vật liệu dùng để xây dựng ngôi nhà. Các em có thể thấy ở thành thị hay ở nông thôn đều ta đều sử dụng. Gợi ý cho câu hỏi này sẽ là gồm 6 chữ cái. Và trong 6 chữ cái đó đều không có dấu sắc, dấu huyền, dấu ngã, dấu nặng, dấu hỏi. Các em hãy suy nghĩ và ghi đáp án vào trong tập của mình nhé. Trong các vật liệu mà các em học, thì vật liệu xi măng là một trong những vật liệu dùng để xây dựng trong ngôi nhà mà các em có thể thấy được ở thành thị và ở nông thôn. Cụm từ khóa ở câu hỏi thứ tư sẽ là xi măng, và từ khóa mà các em cần lưu ý đó là chữ y. Tiếp đến, chúng ta sẽ đi vào câu hỏi thứ năm. Để góp phần bảo vệ môi trường, giảm chi phí trong sinh hoạt, chúng ta cần tiết kiệm gì trong sinh hoạt hàng ngày? Đối với từ khóa này sẽ gồm 9 chữ cái. Các em hãy suy nghĩ và ghi đáp án vào trong tập của mình. Chúng ta cần tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt hàng ngày để góp phần bảo vệ môi trường và giảm chi phí trong sinh hoạt. Do đó, cụm từ năng lượng là cụm từ thích hợp nhất trong câu hỏi thứ năm. Sau khi chúng ta giải mã được từ khóa ở câu hỏi thứ năm đó chính là năng lượng, thì các em cần lưu ý từ khóa màu đỏ chữ N cho cô. Sau đây chúng ta sẽ đi vào câu hỏi thứ 6. Theo như các em, người dân ở nông thôn sẽ thu khí bioga từ những hoạt động nào? Gợi ý cho câu hỏi này sẽ là gồm 8 chữ cái. Các em hãy suy nghĩ và ghi đáp án vào trong tập của mình. Người dân ở nông thôn sẽ thu khí bioga từ hoạt động ủ phân, ủ rác thải. Do đó, đáp án đúng trong môn này đó chính là ủ rác thải. Khóa trong câu hỏi thứ 6 sẽ là chữ H. Các em hãy lưu ý dòng chữ H. Qua đó, chúng ta sẽ đến câu hỏi cuối cùng của trò chơi ô chữ. Nội dung của câu hỏi cuối cùng như sau. Ở vùng núi, người ta thường xây dựng theo kiểu nhà nào? Đáp án dành cho ô này gồm 3 chữ cái. Khi
em hãy suy nghĩ và ghi đáp án vào trong tập. Ở những vùng núi cao thì các em sẽ thấy người ta sẽ xây dựng kiểu nhà theo kiểu nhà sàn. Do đó đáp án của câu hỏi số 7 sẽ là sàn. Thì chúng ta đã giải đáp xong 7 câu hỏi trong phần trò chơi ô chữ, thì các em hãy quay sáng cho cô nghe cột thiền dọc được tôn màu đỏ. Thì các em hãy cho cô biết cụm từ khóa trong ô hàng dọc sẽ là từ khóa nào. Muốn làm được điều đó thì các em hãy ghép nối các chữ cái lại với nhau thành một cụm từ có nghĩa. Và các em hãy ghi đáp án mình tìm được vào trong tập. Cụm từ khóa trong câu hỏi này đó chính là ngôi nhà. Như các em đã thấy nãy giờ chúng ta đều ôm những chủ đề liên quan đến nhà ở, liên quan đến ngôi nhà. Mục đích để chuẩn bị cho tiết kiểm tra vào tuần tiếp theo của các em. Sau đây sẽ là hướng dẫn về nhà. Tuần sau, tuần 8 ngày 26 tháng 10, các em sẽ tiến hành làm bài kiểm tra đánh giá giữa kỳ cho cô. Hình thức làm bài kiểm tra trắc nghiệm trên Google Form. Và nội dung kiểm tra sẽ là chương 1. Trong chương 1 thì các em cần học các bài như sau. Bài 1, nhà ở đối với con người. Bài 2, sử dụng năng lượng trong nhà ở. Bài 3, ngôi nhà thông minh. Các em về nhà nhớ học bài và xem lại kỹ nội dung của 3 bài trên, để tuần sau các em có thể làm bài cho thật tốt. Cảm ơn sự chú ý theo dõi và lắng nghe của các em. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.